Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay là dịp 30 tháng 4, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Như mọi năm thì ở trên này, dịp này, mọi người lên trên này du lịch rất là nhiều. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở cái khu vực, đây là cái khu vực chuyên bán những cái đồ của người Dao ở trên Mẫu Sơn. Chỉ có những cái dịp 30 tháng 4 hay là tổ chức lễ hội gì đó thì người ta mới đến đây thôi. Chúng ta di chuyển đến đây, đây là khu vực bán rất là nhiều những cây thuốc. Đây là con rùa, rùa núi. Đây cây sâm, mà sâm bảy lá. Đây cái rùa này. Rùa ấy bán có đắt không hả bà? 150 một con ạ. Cái sâm này đi lấy đợt trước có nhiều lắm, bây giờ còn ít rồi bà nhỉ. Cây này to quá, bà lấy được đâu, có cây to quá nhỉ. Cái này đem về ngâm gì ấy bà nhỉ, ngâm rượu á? Ngâm rượu, cái này chứa cái gì quá nhỉ? Bà có nhiều loại thuốc quá nhỉ? Thuốc đúng của người Dao bà nhỉ? Đấy các bạn nha. Ở đây chỉ có cái dịp như này bà mới đem ra đây bán nữa bà nhỉ? Rồi, cảm ơn bà nhá. Đồ đây, đồ quần áo của người Dao nhiều lắm. Ê, bên này cũng bán rất nhiều những cây thuốc cũng như là cây sâm để các bạn ngâm rượu. Đây, bên này này, măng ớt, chanh rừng rất nhiều. Đấy, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở khu vực, đây là khu vực ngã ba rồi. Năm nay ở trên này là mọi người lên trên này ít, không lên trên này đông như mọi năm nữa. Chứ mọi năm ở trên này rất là đông luôn. Các bạn nhá, đây là lợn quay ở trên Mẫu Sơn đây. Năm nay cũng có mấy hàng bán, nhìn chung là không được Mẫu Sơn. Năm nay lại bắt đầu bố không làm mà là mình làm phải không? Cho đi, cất đi. Đấy, tầm chiều chiều bắt đầu nắng này, nắng nhiều. Lợn quay. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây các bạn trẻ lên trên này rất là đông. Nhá, phải đến tận chiều muộn muộn đi thì bắt đầu các bạn mới lên trên này nhiều. Đây các bạn nhá. Tiếp theo ở năm nay này, ở trên này có thêm cái trò chơi, mấy anh em đem cái trò chơi ném bóng ở trên này này. Xem ném bóng tí nào. Ây da. Đấy, trúng rồi, không trúng rồi. Đây các bạn nhá, ở đây là mình đang đứng ở trên khu vực hoa cẩm tú cầu thì mọi người cũng lên trên này rất là đông, các bạn trẻ, nhưng mà năm nay hoa trên này là không được đẹp lắm, là vắng luôn.
Nếu các bạn nào có nhu cầu ăn uống thì bạn ghé đến những cái quán nhỏ nhỏ như này để các bạn vào, các bạn có thể ăn trứng này, xúc xích xiên thịt. Đây này, đấy, bà Yến hôm nay nướng hẳn là mấy xiên thịt luôn. Nhiều xiên. Đây, các bạn nào ăn thì ăn cả khoai, ăn cả xiên thịt. Trứng này. Bây giờ nướng cả cái này à cô? Nướng cả ớt à? Có 360. Cả lạp sườn nữa kìa. Xiên không kịp à? Ôi thế. Xiên lia lia luôn nhỉ? Lên trên này thì năm nay cũng có hoa cẩm tú cầu nhưng mà nó không được nhiều, không được đẹp như mọi năm. Nhưng mà được cái thời tiết hôm nay nó mát. Đấy, đây là hoa các bạn nhá. Hoa năm nay tuy có nhưng mà nó nở không được đẹp lắm. Những cái bông hoa nó nhỏ. Đây là cái khu vực mọi người để xe các bạn nhá. Rất là rộng. Đấy. Để xe thì các bạn có thể để xe thoải mái ở khu vực này. Cũng có những em rất là xinh. Đấy, có những em đang lên trên để chụp ảnh hoa các bạn nhá. Đấy, tầm này bắt đầu cũng có một số khách. Họ tiếp tục di chuyển lên để... Đây, khu vực trong này là những cái năm nay có thêm cả khu vui chơi của trẻ em các bạn này. Đây các bạn nhá, đây mình đang đứng ở trên cao đây rồi. Ở dưới này để xe máy khá là đông rồi. Rất là nhiều các bạn trẻ trên này chơi. Đây các bạn nhá, có một đoàn các em đi chơi rất là đông. Đây là các bạn trẻ thôi. Đây, tầm chiều này có các bạn trẻ lên trên này rất là đông. Đấy. Ô tô thì đã bắt đầu di chuyển xuống rồi. Đây, mọi người đang mua quả mận hay sao? Mận hay đào đây? À, mua mận. Mận to đấy. Đào Mẫu Sơn rồi. Đây, ghé đến một hàng của em gái chuyên bán về đồ thịt nướng này, thịt xiên, xúc xích. Năm nay có vẻ là ít hơn nhỉ? Đây các bạn nhá, tầm này đây vẫn còn khá rất nhiều ô tô để di chuyển lên phía trên này. Ở trong này ấy, các bạn trẻ vào trong này chụp ảnh rất là ít, không đẹp. Đây đang trên chòi kìa, mọi người cũng kéo nhau lên trên đấy rất là đông. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên kia một chút nhé. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở phía trên chòi, mọi người đứng đây chụp ảnh rất là nhiều. Đây, bên này cũng là một địa điểm ngắm rất là tốt. Đây các bạn nhá, các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới đây. Đấy, năm nay khách lên trên này không được đông lắm. Đây các bạn nhé, đây hoa năm nay rất là bé luôn. Đấy. Năm nay không chăm được.
thôi các bạn nhá, thì video của mình xin tạm dừng ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo nhá. Năm nay 30 tháng 4 trên Mẫu Sơn không đông như mọi năm, mọi người lên trên này ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi được cái thời tiết hôm nay rất là mát. Đấy, vừa đón không khí lạnh về mà. Thì bây giờ video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo. Bye bye.